Hello, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một cái cách chữa trị một cái bệnh tiếp theo, đó là bệnh lở loét khuẩn ăn thịt, cũng như là bệnh gọi là bệnh lở mình hoặc là bệnh thối đuôi ở cá coi mọi người nhé. Vậy thì cái nguyên nhân của cái bệnh này ở đâu thì chúng ta cần phải tìm hiểu trước tiên. Ok, cái nguyên nhân biểu hiện của bị thối đuôi rồi thối thân là do thì mọi người có thể nhìn thấy là cái phần vây đuôi bị sưng viêm ấy, và bong tróc, và cái phần thịt trên thân con cá nó bị lở loét ra. Đấy. Nặng hơn nữa là cái phần cơ thịt nó sẽ bị hoại tử và thối rữa ra, ở gốc vây đuôi bị ứ máu nữa mọi người ạ. Và lúc này thì cá sẽ bị nhiễm trùng cái vi khuẩn gọi là Mycobacteria, và nấm mốc là nguyên nhân chính gây ra cái bệnh này. Có hai con đường dẫn đến cái việc nhiễm khuẩn này, một là do chất thải của cá bị tích tụ không được xử lý gây bùng phát bệnh. Đó. Cái này vấn đề nó do cái hệ thống lọc, hoặc là quá lâu rồi chúng ta không thay nước cho hồ cá. Chúng ta cứ nghĩ là nước trong là không bị vấn đề gì, nhưng mà nước trong chưa hẳn là không có mầm bệnh nha mọi người. Hai là mật độ nuôi cá coi quá dày, máy lọc nước không đảm bảo chất lượng nước kém lý tưởng. Tức là sao? Tức là nhiều anh em chúng ta là rất hay cái kiểu là thích nuôi nhiều cá trong một cái hồ của mình. Nắm anh chị em là cái hồ rất là nhỏ nhưng nuôi mật độ cá rất là dày. Thậm chí Long có thấy là có những người có một khối nước thôi mà nuôi đến tầm khoảng độ 3-40 em cá liền. Như vậy nó không đảm bảo được cái là đảm bảo lý tưởng nhất để cho cá coi phát triển và sinh trưởng. Đó là tầm khoảng độ từ 0,5 cho đến một khối nước một con cá. À, thế nên là lý do anh chị em thấy là lý do tại sao mà rất là nhiều người cái hồ người ta rất là to, nhưng người ta chỉ chơi tầm khoảng 9 đến 10 con thôi. Và cá của người ta sau một cái thời gian nuôi ấy, nó sẽ tăng từ tầm lúc mới mua chỉ có 18-20 cent. Nhưng sau tầm 3 tháng, 6 tháng nó cá lại tăng đến tầm khoảng 50-70 cm là như vậy. Đó. Và do cám nữa nó tăng độ cm lên, cm của con cá lên, nó là như vậy. Còn mình nuôi dày quá thì cá nó không lớn được. Cá coi nó có một cái biểu hiện rất là hay, đó là trong một cái môi trường nước mà nó thấy là có nhiều con cá coi cùng sống trong mật độ môi trường nước nó dày thì nó sẽ kìm hãm cái tốc độ phát triển của cơ thể của nó xuống. Đó, chỉ có trong cái môi trường lý tưởng thì nó sẽ phát triển đồng đều thôi. Đó, thì đó là một trong những cái lý do và nguyên nhân dẫn tới cái việc là gây bệnh ở cá coi thối thân cũng như là thối đuôi này anh chị em nhé. Ok, về cách điều trị ở đây chúng ta sẽ có hai cách điều trị chính. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ tiêm thuốc, sử dụng thuốc riêng biệt dành cho cái điều trị lở loét này. Cái cách này thì nhanh mà nhàn hơn cho các anh chị em. Còn cách thứ hai là cách mà nếu như chúng ta không có thuốc ở chỗ chúng ta cần mua, hoặc là nơi chúng ta không có điều kiện mua thuốc, thì chúng ta sẽ sử dụng đó là cách bắt từng em lên để bôi thuốc. Và cách này thì nó vất vả hơn thôi, nhưng mà nó hiệu quả thì nó vẫn là ok. Còn những cái thuốc để bôi này thì đơn giản nó có ở tất cả các hiệu thuốc Tây ở trên toàn Việt Nam. Vậy thì cụ thể như thế nào, bây giờ chúng ta sẽ vào từng bước anh chị em nhé, từng cách một để anh chị em có thể là tham khảo. Ok, ở bước đầu tiên này chúng ta cần chuẩn bị cái hồ cấp cứu anh chị em nhé. Nếu như anh chị em không có điều kiện thì có thể ghép cái thùng xốp giống như Long thế này để làm trở thành hồ cấp cứu. Còn nếu không thì các anh chị em có thể mua cái tanh nhựa ấy, người ta bán ấy, ở bên trên thị trường người ta có bán đó, để mình làm cái hồ cấp cứu. Thì sau khi có một cái hồ cấp cứu như vậy rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cái việc là châm nước cho hồ cấp cứu với cái liều lượng đó là 3 cho đến 4 kg muối trên một khối anh chị em nhé. Và sau đó chúng ta thêm 5 viên xê sủi cho một khối, để giúp cho cá là khi chúng ta thả vào hồ cấp cứu cá nó được tỉnh táo hơn, cũng như tăng cường thêm cái sức đề kháng cho cá. Đó. Và đặc biệt nữa là cái việc là chúng ta có cái máy lọc, chúng ta lọc chỉ cần lúc này thì anh chị em bỏ qua một cái thùng hoặc là một cái rổ gì nữa cũng được. Ở trong đó anh chị em chỉ cần bỏ bông lọc là được, vì chúng ta hút cái cặn phân ở trong cái hồ cấp cứu này lên qua đấy thôi mà, không cần cái vật liệu lọc như là nham thạch hay sứ thanh gì đâu. Và thứ hai nữa chúng ta cần phải sủi sật oxy, chúng ta phải sủi oxy thật mạnh trong cái hồ cá cấp cứu này anh chị em nhé, để khi mà chúng ta cho cá vào thì cơ thể nó đang yếu bị bệnh thì nó có thêm cái nguồn oxy để cung cấp cho nó. Ok, vậy giờ chúng ta sẽ cùng bàn tới cái cách điều trị. Như Long nói ở trên rồi, chúng ta sẽ có hai cách điều trị. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái cách điều trị thứ nhất nha mọi người. Mọi người có thể chọn một trong hai cách nha mọi người, chứ không phải áp dụng cả hai cách đâu ạ. Chọn một trong hai cách thôi, theo cái điều kiện kinh tế của mình nha mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ căng cách đầu tiên nha. Ok, cái thuốc ở đây chúng ta dùng ấy, đó là cái thuốc có tên là Paychin. Paychin này nó sẽ có hai loại, một loại là 2,5% và một loại là 5% nha anh chị em. Ok, cái này thì mình có thể mua ở các hiệu thuốc thú y, hoặc là anh chị em có thể tìm trên Shopee hoặc Lazada. Nếu có thì anh chị em có thể mua anh chị em nhé.
Ok, thế vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiêm như thế nào? Chúng ta đã chuẩn bị hồ cấp cứu rồi và chuẩn bị cho cá sau khi tiêm xong chúng ta thả vào rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một cái chậu, chậu ở nhà giống cái kiểu chậu giặt quần áo anh chị em. Anh chị em cho cá ra đó và sau đó chúng ta sẽ dùng một cái loại thuốc gọi là thuốc mê. Ok, thuốc này có tên là Arowana. Và cái chai thuốc này thì có bán ở tiệm cá cảnh cũng như là trên Shopee, Lazada các anh chị có thể tìm thấy. Bên cạnh nó có ghi là Ocean Free đó anh chị, người ta gọi là chai số 6. Thì cái mục tiêu dùng thuốc mê này để làm gì? Để cho cá nó không quẫy khi mình trong quá trình tiêm, làm tổn thương tới cá anh chị em nhé. Ok, còn nếu không có thuốc mê và các anh chị em không có điều kiện mua thì anh chị em có thể nhờ cái một người khác thao tác cùng với mình, một người giữ và một người tiêm để cho nó đảm bảo anh chị em nhé. Ok, lúc này thì chúng ta sẽ cho cá ra chậu và sau đó thì chúng ta sẽ tìm những cái chỗ mà bị lở loét, thối vây, thối đuôi ấy, thì chúng ta có thể dùng nhíp để gắp những cái vẩy đã bị chỗ ở cái chỗ thịt thối ấy ra và sau đó thì chúng ta lấy tay chúng ta gẩy nhẹ hết những cái phần đã bị thối vây hoặc thối đuôi ấy đi, anh chị em nhé, để chúng ta loại bỏ hết những cái tế bào đã bị hoại tử ấy ra. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục các bước tiêm như sau. Ok, lúc này chúng ta sẽ tiến hành tắm tím qua cho cá tầm khoảng độ 4-5 giây thôi. Các anh chị cho thuốc tím vào trong chậu chúng ta hòa đi. Hòa cho nó thật tan hết ra. Xong chúng ta cho cá vào tắm nhanh trong vòng tầm 4-5 giây. Và nếu như mà chỗ anh chị không có thuốc tím, ví dụ như có anh chị ở bên nước ngoài không có thuốc tím ấy, thì các anh chị có thể mua cái thuốc đỏ sát trùng của người ấy, bán ngoài hiệu thuốc ấy. Các anh chị tắm qua cho cá ở trong chậu. Chúng một cái chậu nước nho nhỏ đây, chúng ta tầm khoảng độ 10 đến 20 giọt vào trong chậu đó và sau đó chúng ta tắm qua cho cá để khử trùng cái chỗ mà chúng ta vừa thao tác là gắp vẩy rồi chúng ta loại bỏ những cái phần hoại tử của cá ra để là cái phần đấy nó sạch sẽ anh chị em nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái nước mà tắm tím với tắm hoặc là cái thuốc đỏ ấy đi, chúng ta thêm nước mới vào trong chậu và cho cá vào, có thuốc mê thì đánh thì tốt, còn không thì thôi. Và sau đó chúng ta chuẩn bị cách tiêm cho cá. Tiêm ở đây thì chúng ta sẽ lật ngửa con cá lên đó, và chúng ta tiêm vào cái phần mềm dưới vây cá. Ok không ạ? Đấy, thì cái chỗ đấy là cái chỗ mềm nhất của con cá và khi chúng ta tiêm thì hiệu quả thuốc và cơ thể nó sẽ nhanh hơn. Chứ chúng ta không tiêm trên cái phần thịt cá hoặc là chúng ta lật vây cá lên để tiêm anh chị em nhé. Và đây là cái hình ảnh các anh chị em có thể thấy để cách tiêm này. Ok đây, đầu tiên chúng ta lật ngửa con cá lên như thế này. Tay chúng ta tất nhiên là phải đỡ bên dưới rồi. Đó, và sau đó chúng ta tiêm vào cái dưới cái phần vây ở cái tay bơi của cá anh chị em nhé. Đó, đó là cái phần mềm nhất có thể tiêm và thuốc vào cơ thể cá nó tốt nhất và hiệu quả nhất anh chị em nhé. Đó, và với cái cách tiêm như thế này thì anh chị em chú ý là chúng ta tiêm với cá chỉ cần tiêm 2 lần thôi, không cần tiêm nhiều. Chúng ta chỉ cần tiêm 2 lần thôi và mỗi lần cách nhau đó là tầm 5 ngày. Lần một là chúng ta đã xử lý nước ở bể cấp cứu này, chúng ta tắm tím hoặc là thuốc đỏ qua cho cá, thuốc sát trùng qua cho cá rồi này. Đó, thì sau đó là chúng ta bắt đầu tiến hành tiêm cho cá và thả vào hồ cấp cứu và chúng ta sẽ theo dõi trong vòng 5 ngày. Và sau trong vòng 5 ngày sau thì chúng ta sẽ cho cá ra để chúng ta tiêm lần 2. Đó, và lúc này chúng ta tiêm lần 2 thì chúng ta lại thả vào hồ cấp cứu. Và hồ cấp cứu thì chúng ta thay nước đi, thay 20% nước đến 30% nước. Mà thực tế ra đến cái lần tiêm thứ hai này thì cá nó cũng khỏi, nó đỡ rồi, thì chúng ta sẽ thả về hồ luôn được. Còn nếu như cá nó bị nặng ấy, mà tiêm lần hai nó vẫn bị nặng ấy, có những con nó bị thối vây, nó bị sâu rồi ấy, nó kiểu như nó nặng quá, nó hoại tử nặng quá rồi ấy, thì lúc này anh chị em lại cho vào hồ cấp cứu trong vòng 5 ngày và chúng ta chờ 5 ngày sau chúng ta sẽ tiến hành tiêm lần thứ ba là cá sẽ hoàn toàn khỏi anh chị em nhé. Và với cái cách làm này ấy, thì nó sẽ rất là nhàn cho tất cả các anh chị em, nó sẽ không phải vất vả cái việc là chúng ta phải bắt từng em lên xong rồi chúng ta bôi rồi lại thả vào rồi bắt lên bôi. Nếu mà số lượng cá của anh chị em nó nhiều ấy thì làm đấy nó mất thời gian thôi. Đấy. Ok, vậy thì cuối cùng đó là cái liều lượng tiêm như thế nào thì anh chị em nên chuẩn bị một cái xi lanh nha anh chị em nhé. Xi lanh thì mua ngoài hiệu thuốc thì chúng ta có rồi. Thì cái liều lượng tiêm thì nó tùy anh chị em thôi. Nếu anh chị em mua được cái loại mà 5% thì chúng ta sẽ tiêm một cái liều lượng khác. Mà nếu như anh chị em mà mua được cái loại 2,5% thì chúng ta tiêm một cái liều lượng khác. Thì Long sẽ gửi ảnh lên đây cho anh chị em xem nhé. Ok, với cái loại Vechin 5% này
thì chúng ta sẽ tiêm theo cm của cá koi. Ví dụ 15 đến 20 cm thì tiêm 0,05cc, 25 đến 30 thì 0,15cc, 35 đến 40 thì 0,25cc, 40, 45 rồi tương tự 50, 55. Anh chị em có thể lưu cái ảnh này và để xem, để các anh chị em biết là liều lượng tiêm mỗi lần cho cá là như thế nào nha. Vâng, còn đây là liều lượng tiêm Paychin 2,5%. Nếu anh em mua được cái chai 2,5% thì lưu ý nữa là cái liều lượng nó phải tiêm gấp đôi cái loại Paychin 5% anh chị em nhé. Tiêm gấp đôi đấy ạ. Và một cái chai Paychin này thì nó sẽ có giá là chắc là loại 2,5 và loại 5% nó khác nhau. Loại 5% nó không biết là giá của nó là 650.000 thì 2,5% chắc giá nó sẽ thấp hơn thôi anh chị em nhé. Ok, đó là cái cách đầu tiên, đó là cách tiêm thuốc Paychin. Cái cách này thì nó nhàn hơn rất là nhiều, khi mà cho cá ra hồ cấp cứu thì chúng ta bắt ra tiêm cũng nhanh và theo dõi trong 5 ngày và tiêm lần thứ hai và theo dõi 5 ngày và sau đó ok thì chúng ta thả vào bể chính thì cũng ok, cũng khá là nhàn. Còn nếu như bây giờ cái vấn đề đặt ra đó là chúng ta không có điều kiện mua cái thuốc Paychin đó thì chúng ta sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ làm theo cách thứ hai này. Cách thứ hai này rẻ tiền hơn nhưng mà cái thời gian làm nó sẽ lâu hơn, cũng như là cái việc mà chữa cá nó cũng sẽ lâu hơn, nhưng dù sao hiệu quả nó cũng như thế. Vậy thì anh chị em cũng cùng theo dõi cái cách thứ hai này nhé. Ok, ở cách thứ hai này chúng ta dùng nó là bôi thuốc. Thuốc chúng ta dùng ở đây đó là thuốc Bovidin và xanh methylene anh chị em nhé. Việc của chúng ta ở đây chúng ta cần phải làm riêng ra cái hồ cấp cứu để bắt cá riêng sau khi chúng ta dùng cái thuốc trên. Cách làm nước ở hồ cấp cứu cũng như trên thôi, muối xê sủi. Và ở đây thì cái hồ cấp cứu này thì chúng ta cần thêm te tra Nhật hoặc te tra Việt Nam. Te tra Nhật thì một gói te tra Nhật cho một khối, hoặc te tra Việt Nam thì 10 viên cho một khối nước anh chị em nhé. Vì chúng ta sử dụng cách bôi, không phải dùng thuốc tiêm vào cơ thể con cá, thế nên là cái nội thương trong cơ thể con cá, mầm bệnh ở trong cơ thể con cá nó vẫn có. Thế nên chúng ta cần có thêm te tra để làm một cái loại thuốc nó dưỡng cho con cá từ bên ngoài ra cho đến khi con cá mà nó sinh hoạt trong môi trường nước đó, nó cho nước vào trong cơ thể thì nó cũng dưỡng trong cái cơ thể con cá, giúp cho những cái chỗ sưng tấy trong cơ thể con cá nó được chữa lành anh chị em nhé. Đó là lý do tại sao cái dùng bôi thuốc này chúng ta cần phải có thêm te tra Nhật hoặc te tra Việt Nam. Nếu không có te tra Nhật thì mua te tra Việt Nam. Te tra Việt Nam thì bán ở các ngoài hiệu thuốc thôi. Còn nếu như anh chị em nào lúc này mà không có te tra, ví dụ ở nước ngoài họ không bán cái thuốc te tra ấy, thì chúng ta có thể dùng cái viên thuốc kháng sinh cho người 500mg một viên ấy, dùng được. Và cái liều lượng dùng kháng sinh cho người là từ 2 cho đến 3 viên cho một khối để chúng ta dưỡng cơ thể cho cá anh chị em nhé. Ok, vậy bây giờ thì cái cách điều trị bằng bôi thuốc này như thế nào? Thì nếu như anh chị đã xem cái video lần trước là chữa nấm cục như Long đã hướng dẫn ở video trước rồi ấy, Long đăng trên kênh của Long, thì anh chị em thấy là chúng ta sẽ bôi thuốc y như vậy. Bây giờ cách bôi nó đơn giản như thế này. Ok, cái việc đầu tiên chúng ta sẽ lấy tay và nhíp. Nhíp thì chúng ta nhổ những cái vẩy ở cái chỗ nơi bị hoại tử đi, hoặc là tay thì chúng ta sẽ vuốt ở những cái phần đuôi nó bị lở hoặc là thối vây, thối đuôi đi. Và ở những cái phần thịt đã bị thối cũng như là bị hoại tử, chúng ta lấy tay chúng ta vuốt nhẹ qua đi. Đó, để cho những cái phần đó nó được đi hết đi anh chị em nhé, nó không để lại những cái phần hoại tử đó. Và chúng ta sẽ sang bước thứ hai. Rồi tiếp theo ta sẽ dùng thuốc Bovidin anh chị em ạ. Chúng ta sẽ cầm cá trên tay và sau đó chúng ta nhỏ thuốc Bovidin trên người cá, làm sao cho cái thuốc Bovidin này nó bám hết vào cái chỗ bị thối thân, cái khuẩn ở cái chỗ ăn thân của con cá ấy. Và sau đó chúng ta nhỏ, nếu mà thối đuôi thì chúng ta nhỏ hết vào cái phần đuôi của con cá, để cho cái thuốc Bovidin này nó bao trùm hết cái khu vực bị nhiễm khuẩn đó, cái khu vực bị thối vây, thối đuôi đó, anh chị em nhé. Và chúng ta giữ trên tay tầm khoảng độ 10 giây. Sau 10 giây thì chúng ta sẽ thả lại chậu, chuẩn bị làm bước tiếp theo. Ok, ở cái bước thứ ba này chúng ta sẽ tiếp tục dùng xanh methylene anh chị em nhé. Xanh methylene 1%, anh chị có thể hoàn toàn mua ở các hiệu thuốc. Thì lúc này chúng ta cầm con cá lên, chúng ta nhỏ xanh methylene vào hết những cái khu vực bị thối thân hoặc là thối vây đó, bị hoại tử đó, chúng ta đã làm sạch đi rồi đó. Vừa nhỏ Bovidin đó, thì chúng ta sẽ nhỏ vào đó để cho nó bao trùm hết cái thân hình con cá đi. Và chúng ta giữ trên tay trong vòng 10 giây. Sau trong vòng 10 giây, các anh chị giữ thì các anh chị có thể thả vào hồ cấp cứu được rồi. Ok không ạ? Thì đây là cái bước cuối cùng khi anh chị nhỏ. Và đây cũng là cái lần bôi thuốc đầu tiên cho cá. Ok, và khi chúng ta bôi cái loại thuốc này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bám chặt trên mình con cá. Khi chúng ta sử dụng Bovidin và xanh methylene, chúng ta sẽ thấy cái màu tím nó sẽ bám trên thân con cá. Thì các anh chị yên tâm, nó sẽ bám trên đó từ 3 cho đến 5 ngày, nó sẽ phai dần đi.
Và với cái cách điều trị như thế này thì các anh chị sẽ điều trị từ 2 cho đến 3 lần. Đầu tiên chúng ta bôi thuốc, sau đó thả vào hồ cấp cứu. Sau đó là sau từ 3 cho đến 5 ngày, các anh chị sẽ bắt ra vào chậu và làm cái cách bôi thuốc y như lần đầu tiên. Và sau đó thì hồ cấp cứu các anh chị cần phải thay từ 20 cho đến 30% nước. Đó. Sau đó là chúng ta sẽ châm lại muối 3 đến 4 kg trên một khối theo tỷ lệ 30% các anh chị đã thay nhé. Và sau thêm xê sủi 5 viên trên một khối theo tỷ lệ 30% đã thay, và thêm te tra cũng theo tỷ lệ 30% đã thay. Cái liều lượng thì Long đã để bên trên rồi. Sau đó thì chúng ta bôi thuốc lần 2 xong cho cá vào và theo dõi từ 3 đến 5 ngày. Sau từ 3 đến 5 ngày chúng ta sẽ nhấc cá lên để xem cá đã khỏi chưa. Nếu lúc này cá khỏi rồi thì chúng ta sẽ cho vào hồ chính. Còn nếu cá chưa khỏi thì chúng ta sẽ bôi tiếp, làm tiếp lần 3 như vậy. Và thay nước trong hồ cấp cứu, bôi xong lại cho cá vào trong hồ cấp cứu. Và lưu ý là hồ cấp cứu các anh chị phải sục oxy thật mạnh giúp lòng nhé. Máy lọc chạy qua bông lọc và sau đó sục oxy thật mạnh để cho cá lúc này nó được dưỡng trong đó một cách, có cái điều kiện dưỡng một cách tốt nhất anh chị nhé. Thì cá nó sẽ nhanh khỏi bệnh thôi. Đó. Và cái vấn đề cuối cùng Long cũng muốn lưu tâm với anh chị em đó là ok, vấn đề cuối cùng đó là cái hồ chính chúng ta xử lý như thế nào. Khi cá đã được cho ra hồ cấp cứu để điều trị bệnh rồi thì lúc này hồ chính chúng ta cần phải xử lý để những cái vi khuẩn cũng như là những cái mà chất thải của cá ở trong hồ chính chúng ta cần phải xử lý. Đó là chúng ta sẽ đánh tím toàn hồ, nước vẫn còn cũ đó vẫn còn, chúng ta đánh tím toàn hồ trong vòng một ngày. Sau đó chúng ta diệt, sau một ngày nó sẽ diệt hết vi khuẩn, vi trùng và những cái chất độc hại. Sau đó chúng ta sẽ tháo nước bỏ đi và chúng ta sẽ phơi hồ trong vòng một ngày. Chúng ta cọ rửa sạch sẽ nhé. Sau đó chúng ta sẽ phơi hồ trong vòng một ngày. Sau trong vòng một ngày đó, phơi trong vòng một ngày xong xuôi thì chúng ta sẽ bắt đầu là châm nước mới cho hồ. Trong quá trình điều trị bệnh cho cá ở ngoài thì nó cũng tầm khoảng độ 5 đến 7 ngày. Thì lúc này chúng ta sẽ làm nước mới cho hồ trong vòng từ 5 đến 7 ngày thì nó cũng đạt tiêu chuẩn rồi. Thì hồ mới thì chúng ta thêm nước mới vào, châm theo tỷ lệ muối là từ 3 kg cho một khối. Chúng ta cho 5 viên xê sủi vào đó và chúng ta sục oxy mạnh. Và chúng ta thêm cả vi sinh vào nữa để cho vi sinh nó tái tạo lại trong những cái ngăn lắng, ngăn lọc của anh chị em. Để cho bắt đầu hồ nó được tái tạo lại hoàn toàn thành một cái nước nó đảm bảo. Để khi điều trị bệnh xong chúng ta thả cá vào nó ok anh chị em nhé. Ok, ngày hôm nay rất là vui thì chia sẻ với anh chị em hai cách. Các anh chị em có thể lựa chọn một trong hai cách để các anh chị em điều trị cá của mình để làm sao khỏi bệnh. Chúc anh chị em có những cái bể cá thật đẹp, cá thật khỏe. Đó là cái niềm vui của những người chơi cá để có những cái nơi thư giãn sau mỗi ngày làm việc anh chị em nhé. Hãy ủng hộ kênh bằng like và đăng ký, cũng như có những cái câu hỏi gì anh chị em có thể bình luận để Long có thể chia sẻ những kiến thức trong tầm hiểu biết của mình, giúp anh chị em có một cái hồ cá thật đẹp, thật thích mắt sau những cái ngày làm việc căng thẳng, là cái nơi thư giãn cho bản thân và gia đình anh chị em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.